Hello, xin chào cả nhà. Em Quá Cần Thơ, chuyên gia bảo đồ gia dụng nội địa Nhật ha. Nay em có con máy gì gọi là kim từ điển ha. Con này là ngoại hình ok đẹp ha. Nó có thiếu một cái viết, thường thường chỗ này chắc em nghĩ có cái viết ha. Chỗ này có cái viết. 3V XDA6600 ha, và bằng Tokyo và China và bằng. Ngoại hình là con này đẹp, xin ha, xài ok ha. Đây hiện giờ em bật lên nè ha, bấm nè, không có nguồn gì ha, nè không lên nguồn ha. Đó. Tại vì chưa gắn pin, và pin thì còn đẹp. Rồi cái nắp. Đây lên nguồn ha, ok tốt ha, pin dùng tốt á, ý em là quảng cáo là pin tốt ha, còn em tắt lại đây, tháo pin ra. Rồi, rồi cái dây này là dây điện thoại ha, cái chui điện thoại mình nè, sạc điện thoại. Rồi ok, kích lên nguồn đàng hoàng ha. Rồi bấm ok, đây nó có cái gì đây bấm. Cái này kim từ điển Nhật nghèo khác à, nó kêu ngày 22, cái nay ngày mấy không biết, ngày mờ quá, mùng mờ mờ gì sao. Rồi đây du, rồi nó hiện gì đó không biết luôn à, nè lên xuống ha, xuống bình thường, lên bình thường, qua coi à, cái chỗ này là không có chỗ qua đây, là mình ve lại coi có chỗ nào cho qua để cho quý khách xem. À, nó quá trời nhiều nút rồi, hết biết. À đây nè, ở trên này ha, nè qua được nè nha, nè qua phải nè, ha. Mấy cái hình mũi tên ở trên này nè nghe quá khách, qua trái đây nè. Đó, mấy cái nút là sợ ok ha, không lỗi ha. Rồi quý, hình như nó có cái lo đó nè. Cái nào có tiếng à, bên đây nó có tiếng nè, anh Pháp, ủa anh Nhật, này trên đây xài được không ta, để coi coi, hay là phải có cái viết à, đây xài cũng được, nơi nào có khách đó. 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 Mình hơi nặng. Rồi nói chung là quý khách cô chú ở cảm ứng luôn, ngon hả? Quá rẻ cho một sản phẩm 350.000 rồi, ok ha. See you các em. Quý khách cô chú chị em là có mua dùng xài hay nghiên cứu hay tặng bạn bè hay con cháu nào học Nhật Anh nè ha, liên hệ em ha, qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger và số điện thoại 0939 396 480 ha. Và một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách của chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Dạ em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.